Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên hoan truyền hình Công an Nhân dân lần thứ 11 đã khép lại thành công tốt đẹp với những ấn tượng khó phai trong lòng công chúng. Truy tìm và trao trả tài sản bị đánh rơi cho du khách, ghi thêm một hình ảnh đẹp của lực lượng công an và người dân Việt Nam trong lòng du khách quốc tế. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 9, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an do Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để bàn về phương án đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC. Tổng cục Cảnh sát đánh giá cao việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ APEC 2017 của Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải triển khai và thực hiện tốt các phương án để đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho sự kiện. Cùng ngày, Công an thành phố đã họp bàn kế hoạch phối hợp các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm từ nay cho đến kết thúc hội nghị APEC 2017. Ngày 18 tháng 9, đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Hatano Toru, đại diện Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, Bí thư thứ nhất chính trị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp gỡ làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng. Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp đoàn. Công an thành phố đã giới thiệu với đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản về mọi mặt hoạt động của Công an thành phố Đà Nẵng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng quan tâm, chia sẻ và tạo mọi điều kiện giúp công dân Nhật Bản hiểu biết, chấp hành tốt các quy định của nước sở tại, hướng đến sự an ninh, an toàn của thành phố. Cùng thời gian này, Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì buổi tiếp đoàn lãnh đạo Cục Đối ngoại Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc do ông Lim Bung Ho dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tuần qua, đoàn công tác Cải cách Tư pháp Trung ương đã có buổi kiểm tra tại Công an thành phố Đà Nẵng, Ban Nội chính, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cơ quan tư pháp của thành phố Đà Nẵng đã lần lượt báo cáo về tình hình thực hiện cải cách tư pháp thời gian qua của đơn vị mình. Báo cáo cho thấy, chất lượng công tác điều tra, khám phá, xét xử, thi hành án đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ khám phá các vụ trọng án đạt gần 100%. Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa có nhiều chuyển biến tích cực. Quyền của người tham gia tố tụng được bảo đảm thực hiện đầy đủ, dân chủ, khách quan. Các hoạt động bổ trợ tư pháp được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Đoàn công tác mong muốn thời gian tới, các đơn vị của thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều hoạt động hiệu quả hướng đến mục tiêu là đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng nghiệm thu khoa học đề tài cấp cơ sở mang tên Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ biên chế trong Công an thành phố. Qua các ý kiến phản biện của những thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu và được Hội đồng thống nhất bỏ phiếu 100% công nhận là công trình xuất sắc. Sáng ngày 21 tháng 9, Phòng Hậu cần Kỹ thuật Công an thành phố đã tổ chức phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân. Theo đó, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cụ thể của mình, góp phần cùng toàn lực lượng Công an thành phố bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phường Thuận Phước, quận Hải Châu vừa tổ chức tuyên truyền những kiến thức kết hợp thực hành biện pháp xử lý tình huống về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho đông đảo bà con nhân dân đang sinh sống tại các nhà chung cư nhà liền kề. Với đặc thù ở các khu chung cư có một đường thoát hiểm là lối cửa ra, phương án diễn tập được xây dựng và tổ chức các biện pháp thoát hiểm bằng thang dây cũng như phao hơi. Riêng các lực lượng bảo vệ địa phương kịp thời có mặt để đưa người vào tài sản đến nơi an toàn, cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất. Thưa quý vị, các bạn và các đồng chí, tối ngày 15 tháng 9 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình Công an Nhân dân lần thứ 11, khép lại 5 ngày giao lưu sôi nổi cùng nhiều hoạt động bên lề của những người làm báo mang sắc phục công an trên cả nước.
Liên hoan lần này đánh dấu sự đổi mới theo tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện với số lượng đoàn và số tác phẩm tham dự lớn nhất từ trước đến nay. 354 chương trình tác phẩm, 65 phát thanh viên của 88 đơn vị tham dự đã phần nào nói lên quy mô của Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân lần thứ 11. Với thế mạnh của những người làm truyền hình trong lực lượng công an, hệ thống truyền hình Công an Nhân dân đã đi sâu vào những vấn đề cốt lõi của cuộc đấu tranh chống lại cái ác trong xã hội, cũng như tôn vinh những người chiến đấu trên mặt trận đó. Những tác phẩm dự thi lần này hết sức đa dạng về nội dung, phong phú về thể loại, chứng tỏ sự nhiệt huyết, trách nhiệm và sự trưởng thành của đội ngũ phóng viên các đơn vị địa phương. Năm nay thì các đơn vị đã hết sức là cố gắng, nỗ lực. Qua sơ bộ xem một số tác phẩm thì ít nhất là cũng có được cái sự, anh em có cái sự sáng tạo, mạnh dạn trong cái đổi mới. Chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện là tiêu chí của Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân lần thứ 11. Tiêu chí này thể hiện rõ trong chất lượng của tác phẩm dự thi, trong cách điều hành và tổ chức cuộc thi, trong việc đánh giá các tác phẩm của ban giám khảo. Và mục tiêu cao nhất là làm sao nâng cao được cái chất lượng các chương trình mà phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân, làm sao các chương trình đến gần gũi với khán giả, gần gũi với người xem, gần gũi với nhân dân để hiểu rõ được những cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau 22 năm, Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân cho thấy sự trưởng thành, vững mạnh và chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, những người chiến sĩ công an làm báo hình trong cả nước. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 33 huy chương vàng, 69 huy chương bạc, 136 bằng khen của Chủ tịch Liên hoan cho các chương trình tác phẩm truyền hình đạt giải xuất sắc, đồng thời trao 7 giải A, 17 giải B, 35 giải C cho phần thi phát thanh viên và người dẫn chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Công Vận. Từ thực tế công việc và nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ để không ngừng lớn mạnh, đến nay, đội ngũ làm truyền hình Công an Nhân dân tại các đơn vị địa phương đã có một chỗ đứng riêng trong hệ thống báo chí nói chung và hệ thống của những người làm truyền hình nói riêng. Đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn đã thuộc về ANTV Đà Nẵng. Vâng, xin được chúc mừng. Liên hoan Truyền hình Công an Nhân dân lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp với những ấn tượng khó phai và đã tìm được những tác phẩm, chương trình, những thí sinh xuất sắc, minh chứng cho sự nhiệt huyết trong công việc, sự đổi mới trong phong cách thể hiện và tính chuyên nghiệp đặc thù của truyền hình hiện đại. Tôn vinh sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự và những cống hiến hy sinh của lực lượng Công an Nhân dân, tôn vinh những người làm truyền hình trong lực lượng Công an Nhân dân. Sau đây là một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố trong tuần qua. Rạng sáng ngày 21 tháng 9, tổ tuần tra 8394 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu phát hiện đối tượng Ngô Tấn Quyết, 35 tuổi, trú quận Liên Chiểu, chở theo nhiều tài sản có giá trị, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, Quyết khai nhận đã đột nhập vào một gia đình ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, trộm cắp số tài sản này mang vào Đà Nẵng tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 17 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê số 77 Lê Hữu Trác do Phạm Công Minh, 24 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình làm chủ. Phát hiện và bắt quả tang Minh đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá cho những người chơi đến quán. Thu giữ tại hiện trường hai tờ tịch Minh ghi cá độ bóng đá cho khách trong ngày 17 tháng 9, thể hiện số tiền cá cược hơn 63 triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan đến việc ghi cá độ. Cũng trong ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đã bắt 4 đối tượng gồm Nguyễn Sĩ, 22 tuổi, Đinh Ngọc Hiếu, Lê Trung Hiếu cùng 15 tuổi và Trương Văn Khang, 16 tuổi, cùng trú thành phố Đà Nẵng. Theo khai nhận, vào tối ngày 15 tháng 9, Sĩ liên lạc với Đinh Ngọc Hiếu rủ đi cướp tài sản. Sau đó, nhóm này rủ thêm Lê Trung Hiếu và Trương Văn Khang sử dụng bình xịt hơi cay cùng tham gia. Trong đêm ngày 15 tháng 9, bọn chúng đã thực hiện tổng cộng 3 vụ cướp và cướp giật tài sản của các phụ nữ đi đường tại khu vực khu công nghiệp Hòa Khánh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng thông báo những ai là bị hại liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng nói trên khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng để cung cấp thông tin, điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, vừa qua một du khách nước ngoài khi đến với thành phố Đà Nẵng đã đánh rơi một chiếc ví, bên trong có nhiều tài sản giá trị và giấy tờ quan trọng. Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ có mặt
truy tìm và trao trả tài sản lại cho người mất. Việc làm này lại một lần nữa ghi thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trong lòng du khách quốc tế. Vào trung tuần tháng 8, chị Lise Berra, 21 tuổi, quốc tịch Pháp đến thành phố Đà Nẵng tham gia công tác tình nguyện. Khi đến một siêu thị thì để quên một chiếc ví tại tiền sảnh siêu thị. Bên trong có tiền và giấy tờ tùy thân. Nhận được tin báo, tổ công tác của Phòng Bảo vệ Chính trị Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh siêu thị. Việc truy tìm số tài sản thất lạc nhanh chóng được tiến hành. Phối hợp với lại công an phường Thanh Khê Đông để tiến hành tiếp cận, xác minh thông tin. Đồng thời tôi cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ trong việc hướng dẫn cho lực lượng bảo vệ siêu thị Copmark trích xuất camera. Các cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị một mặt động viên để du khách yên tâm, mặt khác tích cực truy tìm. Tất cả mọi khu vực vui chơi, mua sắm của siêu thị đều được các chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng cẩn thận xem xét. Bằng sự kiên trì, phối hợp hiệu quả với công an địa phương, các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng đã tìm lại được toàn bộ số tài sản trả lại cho nữ du khách người Pháp. Tôi đã rất thất vọng khi bị mất chiếc ví và nghĩ sẽ không tìm lại được. Nhưng thật bất ngờ khi nghe các chiến sĩ công an gọi điện và thông báo đã tìm lại được toàn bộ tài sản. Tôi rất vui và cảm ơn công an thành phố Đà Nẵng rất nhiều. Khó có thể diễn tả được niềm vui khi chứng kiến nữ du khách nhận lại toàn bộ số tài sản của mình. Lúc ấy, mọi khó khăn lo lắng của các cán bộ chiến sĩ công an thành phố dường như tan biến. Trong chuyến bay về nước của nữ du khách người Pháp, ngoài ấn tượng về một Đà Nẵng xinh đẹp, thân thiện, còn có hình ảnh những chiến sĩ công an trách nhiệm, hết lòng vì sự bình yên của thành phố. Phóng sự này cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị, các bạn và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau.